Em có hút thuốc lá không Linh? Có gì ngay lúc phi nữa. Nên em thức khuya là nhiều lắm Em học bài, à. Em học lớp mấy à? em học tiếng Nhật. Em ở quận mấy ha Em ở Đức? quận 12. Quận 12 à? Ủa vậy là em học bển luôn ha Đức? Dạ.
Muộn nhiều lắm nè. Chịu khó tới nha. Yên ơi. Có điện thoại lên không hả? Dạ. Em có hay đi lấy mụn không Đức? Không chị. Này lần đầu tiên em đi mua lấy hả? Dạ. Em xem Facebook của chị cái em tìm chị đúng không? Dạ. Hay là tôi YouTube nè. Facebook gì? Ủa vậy là em nhắn tin Zalo cho chị chứ nha? Không, bên Facebook mà. Ừ. Ok. Ăn cơm gì ạ? Ừ. Chị mở á. Mật khẩu đi trang qua bên chị ạ. Ủa đang ăn cơm hả? Được bên rồi đó. Tiếp bên đây nè.
Trời. Nhưng mà bữa ở nhà em có thuốc sắc mụn không Đức? Không, em rửa mặt, em chưa rửa mặt không? Bị mụn này lâu chưa? Dạ cũng lâu, mới đây. Ở đây. Điện thiếu sáng không mọi em bao nhiêu tuổi đó? em 19 thôi nha. Đúng không? Em ăn trưa chưa Đức? Dạ rồi. Sẽ nằm lâu đói. Mụn nó hơi nhiều. Chịu khó chút nha. Mình có ngứa không em? Không. Một ngày viên này. Rồi, đây nhận.
mấy phút rồi anh? Thiếu sáng mụn nó cứng rồi, này lần đầu em đi lấy mụn luôn. Bà đi lấy mụn mày vậy là giỏi rồi. Chỗ em mua cho chị chắc cũng gần đúng không? Sáng nay mỗi cầu dốc thì sao không chạy qua luôn? Hay gì em nhắn cho chị nói qua liền ha. Đây lấy hết nửa mặt mình nè. Cái xăm này. Ok em đi.